Home Shopping xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm dưỡng da AC Care của Hàn Quốc, nổi tiếng chuyên trị các loại da bị mụn. Muốn làm đại lý hãy gọi 1877-620-7467, 1877-620-7467. Xin chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình phân tích tin tức thời sự của đài SBTN do Đỗ Dũng và Vũ Ánh phụ trách. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến hai cái chuyến viếng thăm Việt Nam của hai ngoại trưởng, đó là ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị và ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius. Ngoài những chuyện hai bên quan tâm ở với Việt Nam thì còn có một vấn đề khác, đó là trong cái buổi gặp gỡ giữa ông ngoại trưởng Pháp và các giới chức Việt Nam, chúng ta biết là gặp ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, thì ông Fabius có đề cập đến cái vấn đề blogger ở Việt Nam bị ngăn cản, đặc biệt là qua cái nghị định 72 mà ông Nguyễn Tấn Dũng ký hôm 15 tháng 9 đã bắt đầu có hiệu lực vào 1 tháng 9 tới đây. Pháp cho rằng là họ quan tâm đến vấn đề này bởi vì đây là một cái hình thức giống như là bịt miệng tự do ngôn luận. Chúng ta cũng biết theo cái nghị định 72 thì các cá nhân không được sử dụng trang blog cũng như trang web của mình và cũng như là cái trang web cá nhân của mình để mà tổng hợp những thông tin hoặc là trao đổi những thông tin. Mặc dù những thông tin này, cho dù những thông tin này là của nhà nước chăng nữa, đại khái là chỉ dùng cái trang web riêng của mình hoặc Facebook hay là cái blog của mình để làm những chuyện gọi là trao đổi bình thường giữa con người thì miễn bàn những chuyện khác, đó là như vậy. Thì chính nghị định là làm cho Pháp quan tâm, bởi vì Pháp họ cho rằng là như thế này: trong khi Việt Nam muốn đối tác chiến lược với Pháp, đặc biệt trong vấn đề làm ăn buôn bán, mà nếu các cái trang mạng cá nhân, đặc biệt trang mạng xã hội mà bị ngăn cản hoặc cản trở như vậy thì nó sẽ không làm cho con người ta gọi là phát huy, phát kiến ra những cái kiến thức hoặc là có những cái gọi là sáng tạo. Trên chương trình này trước đây chúng tôi đã đề cập đến cái chuyện Việt Nam mà kiểm soát Internet, thì ngay cả Mỹ họ cũng phản đối chuyện này. Họ cho rằng cộng đồng Internet không chỉ họ chỉ thông tin với nhau mà là các doanh nghiệp trao đổi thông tin với nhau, nó làm cho cả nền kinh tế đi lên. Và không chỉ Pháp mà sáng ngày hôm nay một thông cáo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng phản bác cái chuyện này. Và có cái hiệp hội gọi là Asia Internet Society, là bao gồm chẳng hạn như IB, Google, Facebook và Apple, họ đã phản đối chuyện này của Việt Nam và cho rằng là làm như vậy là không được. Thưa anh, liệu cái phát biểu của ông Fabius, ngoại trưởng của Pháp, là một cái quốc gia lớn trong cộng đồng châu Âu, mà cộng đồng châu Âu cũng là một cái đối tác thương mại lớn của Việt Nam, liệu có ảnh hưởng đến cái chuyện mà Việt Nam rút lại cái này? Hoặc là theo như một ông gọi là cựu giới chức Việt Nam nói là cái ngôn ngữ nó không được rõ ràng cho lắm, tức là không có ý cản của nó, nhưng mà đại khái là viết không rõ ràng làm cho người ta hiểu lầm. Thì sau cái phát biểu của ông Fabius cũng như phản ứng của Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội, thì liệu vị chính quyền Việt Nam có rút lại cái này hay là sửa lại hay là nói rõ lại cho rõ ràng là chúng tôi không có cấm cản chuyện đó không? Hay là họ cứ để lơ cái chuyện này? Vâng, thưa anh Dũng, và cũng như quý vị cũng hiểu rằng cái chuyện mà Pháp mà hoặc là các quốc gia khác có thể thay đổi được cái mà nó đã trở thành một cái nghị định của chính quyền Việt Nam đó. Vâng. Thì nó phải tùy thuộc vào cái áp lực, thưa anh Dũng. Vâng. Cũng như quý vị. Cái áp lực đó nó như thế nào, nó nặng hay nhẹ, nó tích cực hoặc là chỉ là cái bề ngoài nói cho qua rồi thôi. Đó là còn phải thuộc cái đó, tùy thuộc cái đó. Nhưng mà tôi thấy rằng ông ngoại trưởng Pháp cũng không có nói tới cái gì cái chuyện mà áp lực hết đó. Vâng. Ông ấy chỉ tuyên bố khơi như vậy thôi. Vâng. Ngay cả Tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng vậy. Vâng. Bằng chứng là thật sự ra ngay cả cái chuyện mà trước khi ông đại sứ Shear đó, vâng, đưa ra cái bản thông cáo đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cái cuộc gặp giữa ông Sang và ông Obama đó, nó cũng không có đề cập gì tới những cái vấn đề kiểm soát Internet nhiều. Vâng. Nó vâng. là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ là nó phải tùy thuộc cái áp lực nó tích cực hay không tích cực. Không, nhưng mà thưa anh, cái tin mà ra nghị định 72 là theo tôi nhớ không lầm là nó ra sau khi ông Sang đến Mỹ. Mặc dù được ký từ hồi 15 tây tháng 7, nhưng mãi sau khi ông Sang về đó, thì cái đó mới được báo chí thông tin và đến 1 tây tháng 9 mới áp dụng. Thì bây giờ tôi hỏi anh á, là cái này là cái rõ ràng là nhiều người cho rằng các blogger bị chấn áp, coi như bị bịt miệng sau khi là đã bịt miệng những người khác. Anh biết là những blogger nổi tiếng trong thời gian qua, chúng ta biết chẳng hạn như ông Trương Duy Nhất, ông Phạm Viết Đào, rồi Đinh Nhật Uy, là đã ba người bị bắt vì cái điều 258, anh nghe không?
Rồi bây giờ họ ra thêm nghị định này nữa, và trên chương trình này chúng ta đang nói đến nghị định này có vẻ như là để dằn mặt những người blogger gọi là nổi tiếng, chứ chưa chắc áp dụng hết với những người khác. Nhưng mà người nước ngoài người ta nhìn vào, như Mỹ và Pháp người ta nhìn vào, người ta thấy là cái đó nó không được. Bây giờ liệu họ có thế nào mà họ ngăn cản này? Bởi vì đối với người phương Tây đó, khi mà anh ngăn cản những trao đổi trên Internet đó, thì coi như anh làm cho cái nền kinh tế nó không có trao đổi thông tin và nó không thể nào phát triển được. Thì anh rất là khó hội nhập vào với chúng tôi, nhất là Việt Nam sẽ muốn có cái đối tác chiến lược với Pháp. Rồi Việt Nam bây giờ cũng lại muốn vào cái TPP với Hoa Kỳ, thì liệu cái đó có được hay không? Vâng, thật sự ra những cái vấn đề này nó ngăn cản cái chính quyền Việt Nam rất nhiều trong những cái dự án của họ. Vâng. Thật sự ra là như vậy. Vâng. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng họ làm ngơ. Vâng. Tất cả mọi chuyện đó họ làm ngơ từ trước nay, họ chỉ có tăng thêm những cái sự đàn áp chứ không có lùi bước. Vâng. Thì mình phải đặt cái lý do tại sao? Vâng. À, tại vì thật sự ra những cái vấn đề phải nói thẳng một cách. Bây giờ nếu như Pháp, như Hoa Kỳ, như một số quốc gia khác của anh không làm cái này thì tôi không buôn bán với anh nữa. Vâng. Nó nếu mà khẳng định như vậy thì tôi nghĩ rằng Hà Nội họ sẽ thay đổi cái ý kiến. Nhưng thưa anh, về mặt ngoại giao anh không thể làm cái này. Vâng, cái đó. Và ngay trong nghị định 72 thì họ không có nói rõ ràng, họ nói cũng khá là mơ hồ. Vâng, vâng. Mà mơ hồ là một trong những điểm mạnh của bên chế độ Việt Nam. Khi mơ hồ như vậy tôi mới dễ thực hiện. Thành ra tôi nghĩ rằng đây chỉ là những cái trò chơi, những cái bàn cờ, những cái con cờ đi với nhau mà thôi. Vâng. À, về vấn đề tôi nói riêng về vấn đề mà gọi là dư luận. Vâng. À, cái thực sự cái áp lực của một nước mà muốn áp lực người ta thay đổi một cái chuyện gì theo cái ý mình đó. Vâng. À, thì mình phải có những quyết định dứt khoát. Vâng. Còn nếu mà cứ lập lờ nó mập mờ như thế này thì nó chả ăn thua gì cả. Vâng. Đó là cái điều mà tôi có thể nói thẳng ra như vậy. Vâng. Có khi nào trong những cái đàm phán riêng tư giữa Việt Nam và các nước khác mà quan tâm đến chuyện này, ví dụ như ông Phạm Bình Minh với ông Fabius, hoặc chỉ ông Trương Tấn Sang Obama, họ có nói này: chúng tôi biết quý vị quan tâm chuyện này, nhưng chúng tôi để mà tự do thì nó hỗn loạn, chúng tôi sẽ không kiểm soát được, và người dân chúng tôi chưa có ready để mà kiểm soát, tự kiềm chế những cái gì nói được và gì không nói, như vậy nó sẽ ảnh hưởng an ninh quốc gia chúng tôi, thì làm sao buôn bán quý vị được. Có khi nào mấy ông nói như vậy không? Vâng, tôi nghĩ rằng từ trước đến nay tất cả những cái việc mà giải quyết cái việc mà nhân quyền giữa các quốc gia khác đối với loại Việt Nam đó, vâng, đa số nó là ở bên sau cánh cửa đóng kín. Vâng. Nó là một cái nó không có cái văn bản gì chính thức cả. Vâng. Thế nhưng mà người ta tìm một cách nào đó để mà thoát ra khỏi những cái nó gọi là những nút thắt mà vâng, hai bên đều thắt lại với nhau. Vâng. Bây giờ họ cởi dần dần thì họ cởi bằng cách nào không nào mất mặt nhau. Vâng. Đó là một trong những cái mà từ trước chúng ta thấy đa số nó giải quyết theo cái chiều hướng đó cả. Vâng. Nghĩa là họ đóng kín cửa với nhau và họ nói, còn những gì bên ngoài nói chưa chắc đúng. Sau khi đã có gọi là áp dụng cái gọi là cái điều 258 của Bộ luật Hình sự, bắt ba người: Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy. Bây giờ thì tôi nhắc riết là tôi thuộc tên. Thì Việt Nam có vẻ vẫn chưa hài lòng một chuyện này, lại đưa ra thêm cái nghị định 72, anh em, để nghĩa là cái 258, tức là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để mà phá hoại khối đoàn kết dân tộc cũng như an ninh quốc gia. Còn điều 72 là cấm cản trao đổi những cái thông tin hoặc tổng hợp thông tin trên web, thì hai này nó cũng liên quan nhau. Nhưng mà có một số blogger, 5 người trẻ, họ rất can đảm. Sau khi là họ đã là đưa những cái công bố ra, họ đại diện cả 100 người trong Việt Nam, họ phản ứng chuyện này, thì 5 người này họ qua Bangkok. Và anh biết rồi, trước đó thì đã có 4 người đến tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội trao cái gọi là thông điệp của blogger, gọi là thông điệp 258, cho rằng là họ phản đối cái chuyện mà sử dụng điều 258 cũng như có điều 72. Thì bây giờ có thêm 5 người đi qua bên Bangkok, và vừa rồi đã gặp một bà đại diện cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc và cũng trao cái thư đó. 5 người này về ngày hôm qua thì quý vị tin cho biết là đã bị lực lượng an ninh tại phi trường Tân Sơn Nhất làm khó, gọi là sách nhiễu, kêu vào trong đòi lục đồ, xét đó, xét trước này kia thứ, và cuối cùng không có cái gì nên không làm gì được. Mà không những thế, ở bên ngoài họ lại được những cái blogger khác đón nhận đấy, anh thấy không? Cầm tặng hoa giống như đang mới đi đâu về, thấy không? Gọi chuyến công du về, rồi có cả những biểu ngữ nữa đó, cho thấy là những người này bây giờ họ can đảm. Nhưng mà sau khi lực lượng an ninh là làm khó họ riết, là không làm gì được, không bắt gì, rồi cũng để cho họ tự làm, chỉ bao vây lại, không cho là người ta chụp hình nữa. Nhưng mà những hình ảnh nó bị lọt lên. Có vẻ như Việt Nam nhượng bộ chuyện này. Vì sao? Vâng. Nếu cách đây vài tháng hoặc một vài năm, chuyện này là không yên được. Vì sao? Dễ hiểu lắm. Cái chuyện nó về vào đúng cái dịp mà tất cả các quốc gia họ đều lên tiếng về cái chuyện này là một. Vâng. Thứ hai nữa là ngay cả Hoa Kỳ và ngay cả cái ông mà
Ngoại trưởng Pháp ông Fabius ấy, vâng, ông ấy vừa nói ra cái mối gọi là tôi để trong ống hoặc kép gọi là quan ngại, vâng, về cái chuyện đó, và vì thế họ lùi một bước. Vâng. Đó là cái còn họ tiến một bước như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cái thói quen mà tất cả mọi cái người tranh đấu Việt Nam chắc chắn nhất là những giới trẻ này họ can đảm, họ chấp nhận cái đó. Vâng. Nhưng họ chấp nhận cái đó có nghĩa là họ chấp nhận đến một cái bước tiến nào đó, vâng, mà nó sẽ xảy ra khi cái tình hình mà vấn đề mà cái lời tuyên bố của Tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng lời tuyên bố của ông Fabius nó nhẹ đi thì họ sẽ tiến một cái, mình chưa biết. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng họ lùi một bước mà không hẳn là họ lùi hẳn đâu. Vâng. Có khi nào cái chuyện ông Sang đi vừa rồi về tạm thời, ông Sang chắc mình không biết là bên trong nói với Obama nào, có khi nào ông Obama cũng gây được sức ép nào đó với ông Sang để mà ông Sang bây giờ về ra lệnh các đàn em là chúng ta bớt lại, cứ để cho họ thở một chút. Hoặc là cũng như có những cái tin đồn đoán cho biết là có thể trong những ngày tới họ thả bớt một số gọi là tù nhân chính trị. Ví dụ như ông Điếu Cày hay là ông Lê Quốc Quân v.v. đã có những tin đồn như vậy để giống như là lại quả với Mỹ trong cái chuyến đi vừa rồi. Và đây nó là một trong những cái lại quả, anh có nghĩ như vậy không? Vâng, đây là một trong những cái trò chơi mà những cái trò mà chủ chốt, vâng, của nhà cầm quyền Việt Nam từ trước đến nay. Nghĩa là cứ có một cái chuyện áp lực nào, có được cái mối lợi nào về mình đó thì mình tạm thời mình thả ra một tí xíu, nhưng mà thả một cái ngón tay ra để cho người ta thở một lỗ mũi thì, và khi mà bóp lại thì nó cũng không dễ dàng lắm, nó không có gì khó khăn hết đấy. Liệu lần này có dám bóp không? Đó là cái mà anh nói cái pattern, cái mà cái lặp đi lặp lại từ bao nhiêu năm nay, từ cái thời anh còn ở trong nước, anh bị ở tù, anh đã hiểu những cái chuyện đấy. Nhưng mà có khi nào thì nó thay đổi không? Bởi vì cái đó người ta cũng biết hết rồi, Hoa Kỳ cũng biết, các nước khác cũng biết rồi, chứ chắc Việt Nam. Khi nào mà anh siết tôi đó, anh áp lực tôi đó, thì tôi nhả bớt ra thả một vài người. Hay trong những vụ, những blogger này khi về sân nhất là không bị làm phiền nhỏ nhỏ nhưng mà không bị bắt. Trước đây mà kiểu mà dăng như vậy là bị bắt. Rồi sau đó chúng tôi sẽ siết trở lại, nhưng mà liệu kỳ này họ có siết thật không? Hay là liệu kỳ này có cái gì đó thay đổi? Vâng, thật sự ra đó, bây giờ tôi nói một cách thẳng thắn nó như thế này. Vâng. Cái chuyện siết là cái trò mà gọi là quấy rối, vâng, những cái trò mà gọi là đàn áp ở bên Việt Nam đó, tôi nghĩ rằng họ trải qua rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Dạ. Lần này đó, tùy theo, anh Dũng nói như vậy, tôi nói phải tùy theo cái, vâng, vấn đề Hoa Kỳ có theo dõi vấn đề này một cách tích cực hay không, hay là cũng chỉ khi thỏa thuận trao được việc mình rồi, vâng, thì mình bỏ riêng. Có nghĩa là vấn đề này vẫn tùy thuộc nhà cầm quyền Hoa Kỳ. Đó là trong... người Mỹ ta gọi là có follow up hay không, vâng, hay là anh chỉ nói lên là thôi anh đánh trống bỏ dùi, vâng, anh phải tiếp tục anh theo thì gây sức ép tiếp tục. Và ngoài ra thì không chứng chính phủ Mỹ hay là nhiều Pháp mà còn cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại là phải tiếp tục gây sức ép đó thì may ra, chứ còn nếu không thì giống như anh nói nó sẽ vẫn lại trở lại như cũ, lúc cần nhà tôi nhà, lúc cần lùi tôi lùi, lúc cần tiến thì tôi tiến, mà thường thường nó lùi nhiều khi nó nguy hiểm hơn tiến. Người ta bảo là lùi một mà tiến hai cái đó còn nguy hiểm hơn nữa, anh thấy không? Vâng, đó là một trong những cái thói quen của bên nhà cầm quyền Việt Nam. Vâng.